chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang. Thưa quý vị, hình thế thời tiết trong 24 giờ qua, áp cao lục địa có cường độ yếu, trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ mạnh. Thời tiết 24 giờ qua có mưa trên toàn tỉnh, với gió đông đông bắc có cường độ nhẹ. Hình thế thời tiết hiện tại, áp cao lạnh lục địa ở phía bắc đang tăng cường xuống phía nam. Và rãnh áp thấp có trục khoảng từ 7 đến 10 độ vĩ bắc có xu hướng nâng trục chậm lên phía bắc. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ mạnh và lấn về phía tây. Tại khu vực Kiên Giang trong 24 giờ tới, khu vực này chịu ảnh hưởng của rìa phía tây nam, ảnh hưởng bởi rìa phía nam của áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường, kết hợp với rìa phía bắc rãnh áp thấp có trục khoảng từ 7 đến 10 độ vĩ bắc, có xu hướng nâng trục chậm dần lên phía bắc. Trên cao áp cao cận nhiệt đới tiếp tục hoạt động mạnh và lấn về phía tây. Thời tiết Kiên Giang trong 24 giờ tới, sáng sẽ có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều thì có mưa rào rải rác và dông, có nơi có mưa to. Trong cơn dông thì cần đề phòng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, với nhiệt độ thấp nhất là 24 đến 25 độ và nhiệt độ cao nhất là 29 đến 31 độ. Sau đây sẽ là dự báo cụ thể cho từng khu vực của tỉnh Kiên Giang. Tại khu vực thành phố Rạch Giá, khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối sẽ có mưa rào và dông. Ngày thì có nắng gián đoạn với gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 25 cho đến 30 độ. Sang đến khu vực thành phố Hà Tiên. Tại khu vực này nhiều mây, trưa chiều thì sẽ có mưa rào và dông, ngày có lúc giảm mây hửng nắng với gió bắc cấp 2, nhiệt độ sẽ dao động trong ngưỡng từ 24 cho đến 30 độ. Sang đến dự báo cho khu vực các huyện Kiên Lương, Giang Thành và tại Hòn Đất. Khu vực này thì trời nhiều mây, trưa chiều sẽ có mưa rào và dông rải rác, ngày thì có lúc giảm mây hửng nắng, với gió bắc đông bắc cấp 2, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 cho đến 29 độ. Sang đến dự báo cho khu vực Châu Thành, Tân Hiệp và huyện Chồng Riền. Khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối sẽ có mưa rào và dông, ngày có nắng gián đoạn với gió bắc đông bắc cấp 2, nhiệt độ dao động trong ngưỡng là từ 24 cho đến 29 độ. Sang đến dự báo cho khu vực các huyện Gò Quao, An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận và U Minh Thượng. Tại khu vực này thì mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Thời gian mưa tập trung là vào trưa và chiều. Ngày thì có lúc giảm mây và hửng nắng, với gió đông bắc cấp 2. Nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 24 cho đến 29 độ. Sang đến khu vực thành phố Phú Quốc. Tại khu vực này trời nhiều mây, trưa chiều sẽ có mưa rào và dông, ngày có nắng gián đoạn. Nhiệt độ dao động trong ngưỡng là từ 25 cho đến 31 độ, với gió bắc đến đông bắc cấp 3, có lúc cấp 4, độ cao sóng là dưới 1,5 m, biển bình thường. Sang đến dự báo cho khu vực vùng ven bờ Kiên Giang, Nam Du và Phú Quốc. Khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Ngày có nắng gián đoạn, nhiệt độ dao động trong ngưỡng là từ 25 cho đến 31 độ, với gió bắc đến đông bắc cấp 3, có lúc cấp 4, độ cao sóng là dưới 1,5 m, biển bình thường. Sang đến khu vực Phú Quốc, Nam Chu và Thổ Chu. Khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây, trưa chiều sẽ có mưa rào và dông, ngày có nắng gián đoạn. Nhiệt độ dao động trong ngưỡng là từ 25 cho đến 31 độ, với gió bắc đến đông bắc cấp 3, có lúc cấp 4, độ cao sóng dưới 1,5 m, biển bình thường. Lưu ý là trong cơn dông thì có khả năng kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là gió giật mạnh, lốc xoáy và sét đánh. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang trong đêm nay và ngày mai đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt.